Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Bọc vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn huyện sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022-2023. Tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp, các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông và phụ huynh được nghe đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao đổi, tư vấn, truyền đạt nội dung hướng nghiệp và tư vấn chọn nghề, chọn trường nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai. Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tuyển được hơn 2.500 trên 3.970 chỉ tiêu. Như vậy, vẫn còn gần 1.500 chỉ tiêu. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập không thu học phí và được nhà nước cấp bù kinh phí. Còn các cơ sở ngoài công lập vẫn thu học phí, nhưng phụ huynh làm hồ sơ gửi về phòng Lao động Thương binh và Xã hội địa phương để được hoàn trả học phí bằng mức học phí công lập. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, năm 2022 2023, toàn huyện có khoảng 170 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đủ điều kiện hoặc lựa chọn không tiếp tục học lớp 10 thông qua buổi tư vấn này các em học sinh và phụ huynh sẽ nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp từ đó có định hướng đúng đắn để đưa ra quyết định chọn ngành chọn nghề cho phù hợp